thằng nhóc rái cá này nó chỉ là một đứa nhỏ thôi. Nếu mà nuôi nó thì phải có thời gian cho nó. Mình sẽ ngồi đây quan sát nó giống như mấy nhà khoa học. Mà thời gian ngồi đây thì làm gì lấy tiền để sống, đúng không quý vị? Nên không thể nuôi động vật hoang dã làm thú cưng được, nếu mà còn phải bị kẹt vào kế sinh nhai. Đó, đó, ngồi đây quan sát nó, coi nó chơi, nó phá, nó ăn, nó quậy, nó làm cái gì làm. Để yên cho nó như vậy, chừng nào nó chán nó sẽ lại nó đòi mình. Mà đợi tới lúc nó chán thì cũng khoảng 2 tiếng sau. Đó, nếu mà cây cối đây không có thì chắc ngồi đây trái đen luôn. Đó, nó cứ như vậy nè, nó cứ đi hết bụi này đến bụi kia, nó đi khám phá. Nên không nuôi rái cá làm thú cưng được.